Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. May mà ta đã chuẩn bị đầy đủ. Kim tuyền hỏa mãng. Lông phụ kia nói dưới miệng núi nữa có một con yêu thú, thì ra là thật. Đau thật. Vũ Quả, sao ngươi lại tới đây rồi? Ta nghe Lão Phùng nói, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn đi nghe ngóng chuyện của Xích Tinh từ chỗ của thợ mỏ. Lại nhìn thấy trong phòng của ngươi có bản đồ của Viêm Vương Sơn, nên đã đoán được là ngươi sẽ tới đây. Đều trách ta vô dụng, không dễ gì mới tìm được Xích Tinh, nhưng mà đã bị rơi vào trong dung nham rồi. Nhà đầu ngốc, Xích Tinh là thuộc tính lửa, sẽ không bị thiêu đâu. Vì vậy, vậy không phải là ta đã tốn công vô ích rồi sao? Nguy rồi, quên mất còn có con này. Tốt lắm, may mà mặc áo giáp thiết hợp kim, nếu không sớm đã bị biến thành heo nướng rồi. Ta đi giải quyết nó, ngươi ở đây đợi ta. Cẩn thận đấy. Đúng là xấu xí thật, nhiều mụn như vậy, hội chứng sợ lở lỗ của ta lại sắp lên cơn rồi. Khẩu khí lớn như vậy, thiếu chảy ngươi. Ngạo Hàn Đao Quyết. Nàng xem đây là gì? Là Xích Tinh. Thì ra là ở trên người của con mãng xà khổng lồ này. Tốt quá rồi, như vậy đao pháp của Vũ Quả ngươi có thể cao thêm một bậc rồi. Nguy rồi, núi lửa sắp phun trào rồi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Vô địch phong hỏa luân. Dung nham chảy lên rồi. Nhanh thật. Hàn tinh của độc kích quá nhỏ, căn bản là không thể nào đóng băng núi lửa lớn như vậy. Thế thì chỉ có thể dùng độc trị độc. Đại lệ ôm chặt ta. Được. Dung hợp. Hỏa long phệ nhật.
Thiên à? Dưới núi nửa này sao lại còn có một tòa cung điện? Đi vào xem thử thế nào. Tối thật. Có quỷ, đừng sợ, những cái này không phải là quỷ, là người. Nói một cách chính xác là xác. Thật là kỳ lạ, nhìn quần áo của bọn họ mặc có lẽ là người của mấy trăm năm trước rồi. Chết lâu như vậy rồi, cơ thể vậy mà không bị thối rữa, hơn nữa đều không có mắt. Xem ra những người này chết rất là bất ngờ, đến ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Không biết là bọn họ trước khi còn sống đã gặp phải chuyện gì. Phía trước hình như là có thứ gì đó. Đó là cáp ca. Cáp ca là cái gì? Ta ở trong điển tịch đã xem qua, cáp ca là tà thần cổ đại, có tên là Vũ Xà Thần, đã từng gây họa ở một phương. Nhưng mà sau này lại bị phong bào nữ thần đánh bại, nên đã quy thuận cô ta trở thành vật cưỡi cho cô ta. Liên quan đến ghi chép của nó không nhiều, ta cũng chỉ biết một chút như vậy mà thôi. Vũ Xà Thần, vậy nữ nhân này lẽ nào chính là... Quả nhiên, cô ta chính là phong bạo nữ thần, là Thái Dương Thần đã làm mù đôi mắt của cô ta, đoạt đi sinh mệnh của những tín đồ này. Người đều đã nhìn thấy rồi. Ngân Nguyệt Nữ Thần, Đại Địa Thần, Sa Mạc Thần, Thiên Không Thần, còn có phong bạo nữ thần, đều là bị Thái Dương Thần giết chết. Tại sao hắn lại muốn giết chết đồng bọn của mình? Lịch sử của cựu trụ thần che giấu bí mật gì? Ngươi nhất định nào biết, nhanh chóng nói cho ta nghe. Thời không không giống nhau, có quy tắc của riêng mình, cho dù là ta Diêm Vương gia cũng không thể nào dễ dàng can dự vào. Những cái này chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi tự đi tìm kiếm. Lão già chết tiệt này, cái gì cũng vứt cho ta. Sổ sinh tử tìm kiếm thế nào rồi? Trước tiên vẫn không nên nói chuyện của cơ thái mỹ cho hắn biết. Tìm được rồi, nhanh đưa cho ta. Lại bị cướp đi rồi, bây giờ đang nằm trong tay của tế tư Kim Hổ Quốc. Cái gì? Ngươi làm việc kiểu gì vậy hả? Có xứng với một chuyến đi của ta vất vả bật hách cho ngươi hay không? Ngươi còn có mặt dày mà nói như vậy? Ta ở tiền tuyến vào sinh ra tử, ngươi ở Diêm Vương Điện sống vui vẻ, có tin trong vài phút ta làm cho ngươi xem hay không? Người trẻ, đừng có mà so đo như vậy mà. Bây giờ ngươi phải chịu khổ, sau này đều sẽ trở thành phúc báo. Thế thì ta chúc cho ngươi phúc như Đông Hải. Loài người biết bùa, nhưng mà Diêm Vương gia không nuốt lời, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi, sẽ không kéo được làm hai lòng. Lý Vũ Quả, ngươi nhớ kỹ, sổ sinh tử bao hàm lực pháp tắc, đại diện cho trật tự của sống chết. Tuyệt đối là không thể nào để người cướp đi nó thẩm thấu, nếu không trên thế giới này sẽ đại loạn. Bật hách của ngươi ở bên ngoài đưa theo nó, đi giải cứu thế giới đi. Bật hách đã nói lâu rồi, cái lão già chết tiệt này chỉ biết vẽ bánh. Vũ Quả, ngươi nhìn kìa, những người kia biến mất rồi.
Đây là vòng tay của phong bạo nữ thần. Nút ấn này là dùng để làm gì vậy? Lợi hại, biến thành kiếm quang tinh cầu đại chiến rồi. Không biết là có thể biến thành cái khác hay không. Biến biến biến. Ta biến lần nữa. Nhặt được bảo vật rồi. Truyền thuyết phong bạo nữ thần có thể thao túng sấm sét. Cái vòng này nhất định là pháp khí của cô ta rồi. Chó làng. Đây sao có thể chứ? Món đồ quý giá như vậy. Ta không phải là cho không đâu. Để trao đổi là phải đồng ý với ta một việc. Chuyện gì? Sau này không được. Không được phép che giấu ta một mình đi mạo hiểm nữa. Vũ quả. Vũ xà thần sống lại rồi. Đừng sợ, có ta ở đây. Nó đang làm cái gì vậy? Cái vòng này, xem ra nó đã xem làng là chủ nhân rồi. Ta không phải chứ? Thử là biết liền thôi mà. Ngươi có thể đưa chúng ta ra ngoài hay không? Muộn như vậy rồi còn làm phiền các ngươi thật là ngại quá. Công tử tuyệt đối là đừng khách khí. Nếu như không phải là huân nợ tiểu thư, vợ và con của ta ban ngày đã bị đám khốn kiếp kia bắt lại rồi, bắt lạt rồi. Đúng vậy, huân nợ tiểu thư là đại ân nhân của cả nhà chúng ta. Chỉ là chúng ta chỉ là gia đình nghèo, chỉ có cơm canh đạm bạc. Không biết là các ngươi ăn có quen hay không. Ăn quen, những thứ này đã rất tốt rồi. Cảm ơn các người, Trương đại ca, Trương đại tẩu. Giường nệm đã trải sẵn rồi. Tối nay ta sẽ đưa con vào đại điện của tiểu thư ở trong phòng. Lý công tử ấm ức người và nam nhân của ta chen chúc với nhau rồi. Vợ ngốc. Người ta là hai vợ chồng, đương nhiên là phải ngủ chung với nhau rồi. Sao chàng biết, nữ nhân xinh đẹp như vậy là nam nhân cũng không thể nào để chạy thoát. Hơn nữa, đêm thanh gió mát, hoang vu hẻo lánh, cô nam quả nữ là thời cơ tốt để tăng tình cảm. Làng đừng nhiều chuyện nữa. Chàng ngược lại thì rất hiểu sao nói. Chàng ở khu mỏ đã tăng thêm tình cảm với bao nhiêu nữ nhân rồi. Không có ta làm gì chứ. Đại lệ làng ngủ hay chưa? Chờ một chút, trước tiên đừng vào. Không để ta vào, lẽ nào là đang còn. Ây à, mặt đất này lại thật trơn chứ. Nhà đầu ngốc bị thương nặng như vậy, sao lại không nói với ta? May mà ta đem theo thuốc bọng bôi bỏng, bôi lên một chút thì sẽ không đau nữa, đến ngay cả sẹo cũng không để lại. Má thật, thoải mái thật. Xin lỗi, ta chỉ là không muốn để ngươi cảm thấy ta vô dụng, luôn gây thêm phiền phức cho ngươi. Sao có thể chứ? Lửa của hỏa xa có nội độc, nếu như để lâu dài không xử lý, rất dễ bị độc hỏa công tâm. Nếu như nàng có chuyện gì mới khiến cho ta hối hận không kịp. Vũ quả, tại sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy? Bởi vì nữ nhân tên là Mộng Nhi kia sao? Cô ta rốt cuộc là ai, có liên quan gì đến ta, xin hãy nói cho ta biết. Được rồi. Thì ra cô ta là phu nhân của ngươi. Các ngươi đã có tình duyên qua hai kiếp, mà ta chỉ là một lần chuyển thế của cô ta. Thế thân của cô ta. Đại nệ, làng không phải là thế thân của Mộng Nhi, làng chính là độc nhất vô nhị. Kiếp này người ta yêu chính là làng. Lời nói đường mật. Nữ nhân xinh đẹp thật.
có phải cảm thấy ta có chút giống với ngươi đúng hay không? Bởi vì ta cũng là vật thế thân của Lạp Lan Mộng. Nam nhân này đối với tình yêu của Lạp Lan Mộng đã vượt qua tưởng tượng của ngươi rồi. Chỉ cần nhìn thấy mắt mũi, miệng, mắt của nữ nhân nào, thậm chí là biểu cảm, có một chút giống với Lạp Lan Mộng, đều sẽ xem như là vật siêu tầm mà cất giữ, đợi chơi chán rồi sẽ vứt bỏ vô tình. Có phải hắn cũng nói với câu, có phải hắn cũng nói với ngươi về câu chuyện của kiếp trước đúng hay không? Miệng của Cha Lam là đồ lừa dối, đó là thủ đoạn chuyên dụng của hắn, ngươi đừng có bị lừa. Cơ Thái Mỹ, đại nệ, nàng đừng nghe cô ta nói bậy. Ta nói bậy sao? Vậy ngươi có dám nói cả đời này ngươi không yêu Lạp Lan Mộng hay không? Vũ Quả, xin lỗi, ta chỉ muốn ở một mình. Đại lệ,